Một shop đồ high hand style nào cũng có mà không phải ai cũng biết. Shop ở 331/40 Lê Văn Sĩ. Ở cửa ra trước mắt tôi là không gian quá rộng rãi thoải mái. Vừa vô shopping mà còn có thể sống ảo được luôn á chứ. Có các loại ghi lê đa dạng cho mọi độ tuổi luôn. Trẻ trung hay là trưởng thành là đều có hết. Mọi người yên tâm, gian đồ không thể thiếu cho tín đồ Mary. Tôi nhìn mà tôi muốn hốt hết mấy em này luôn á. Nhưng làm sao có thể thiếu được chân váy jean siêu xịn chỉ 99 cành hoa thôi. Áo blazer ở đây thì chắc phải cực xịn luôn ấy. Vừa đẹp còn độc lạ nữa chứ. Để tôi ướm thử xem sao nha. Cũng ổn áp ghê. Có áo da, yếm nữa nè. Bên đây đồ cả nam lẫn nữ đều có. Còn có cả đồ big size. Tôi mê decor của cái shop này ghê á. Đồ đẹp, không gian đẹp là mình có hứng lựa đồ. Còn có các loại bút từ bút thấp đến bút cao. Vẫn còn rất là mới luôn á nha. Tôi thấy mấy bạn còn dẫn mẹ đi lựa đồ nữa đó. Nói chung là nhiều đồ mà tôi bị bất ngờ. Mấy bà cũng yên tâm là shop này fill đồ liên tục nha. Chân váy dài mang siêu xinh, có cả áo len đa dạng màu. Mà nhìn giá thử coi. Và có cả sơ mi nữa. Mọi người nên qua đây trải nghiệm đồ bên shop này thử nha. Bye bye.